Thu Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Cùng Bạn Đọc Sách do Vụ Thư Viện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi cuốn Bình Yên Sau Dông Bão của tác giả Lê Dương Thể Hạnh, bài thứ 8, mang tên Xin Hãy Cho Đi. Có một nghiên cứu chỉ ra rằng những đứa trẻ lớn lên trong điều kiện thiếu thốn tình thương thường ít cảm thông cho người khác, nếu không nói là oán hận, trách móc cuộc đời. Với tôi, gần 40 năm sinh ra trên dương thế, là cũng từng ấy năm tôi được sống trong tình thương yêu vô bờ bến của gia đình. Ngày còn bé tí, ba mẹ nâng tôi như nâng trứng, và theo năm tháng, tôi đi học, đi làm, rồi tôi ngã bệnh. Giờ tôi lại trở về giai đoạn em bé già hơn 30 và lại được nâng niu, ấp ủ. Và có lẽ sống trong môi trường như vậy từ nhỏ mà tôi luôn đa sầu, đa cảm. Tình thương mến thương với tất cả mọi người cũng nên. Mà nói một cách văn hoa thì điều tôi muốn nói, chúng ta hãy cùng nhau cho đi, bạn nhé. Cho đi phải chăng rất cần thiết ở mọi hoạt động trong cuộc sống của chúng ta? Và trong bài chia sẻ này, tôi xin nói đến hai cách cho đi mà có lẽ chúng ta nên thực hiện để làm đẹp cuộc đời. 1. Tránh xa thói ích kỷ. Lê Dương Thể Hạnh là một người coi bộ dạng có vẻ mạnh mẽ nhưng rất mít ướt và dễ rung cảm với những hiện tượng đang xảy ra quanh mình. Ai đã từng bị tra tấn bởi tiểu thuyết tự sự Có Một Mặt Trời Không Bao Giờ Tắt của tôi ắt sẽ nhận ra điều này. Và quan trọng hơn là với tôi, cuộc đời không ai hoàn toàn xấu, cũng như tác phẩm của tôi không hiện hữu nhân vật phản diện. Có chăng là trong cuộc sống này nhiều người đặt cái tôi của mình lên hàng đầu nên mới dẫn đến những chuyện đau lòng mà chúng ta thường gọi là thói ích kỷ. Tính xấu này đã che mất phần người, chỉ để lại phần con trong một số cá nhân. Họ muốn tất cả lợi ích, danh vọng chỉ là của riêng mình, nên họ chẳng quan tâm đến khó khăn hay sự tồn tại của người khác. Đôi khi họ còn cho mình là số một, coi nhẹ những người xung quanh. Và kết quả xấu của thói ích kỷ là gì? Mời bạn cùng tôi suy ngẫm qua hình ảnh thực tế của ngọn nến. Một tối mất điện, ngọn nến được đem ra đặt giữa phòng. Người ta châm lửa và nến lung linh cháy sáng. Nến hân hoan nhận ra rằng ngọn lửa nhỏ nhoi của nó đã mang lại ánh sáng cho cả căn phòng. Mọi người đều trầm trồ. Ồ, nến sáng quá, thật may. Nếu không, chúng ta sẽ chẳng nhìn thấy gì mất. Nghe thấy vậy, nến vui sướng, dùng hết sức mình đẩy lui bóng tối xung quanh. Thế nhưng, những dòng sáp nóng đã bắt đầu chảy ra, lăn dài theo thân nến. Nến thấy mình càng lúc càng ngắn lại. Đến khi chỉ còn một nửa, nến giật mình. Chết mất, ta mà cứ cháy mãi như thế này thì chẳng bao lâu sẽ tàn mất thôi. Tại sao ta phải thiệt thòi như vậy? Nghĩ rồi, nến nương theo một cơn gió thoảng để tắt phụt đi. Ánh lửa cuối cùng mỏng manh bay lên rồi im lìm. Mọi người trong phòng nháo nhác bảo nhau, nến tắt mất rồi, tối quá, làm sao bây giờ? Ngọn nến mỉm cười tự mãn và hãnh diện vì tầm quan trọng của mình. Nhưng bỗng một người đề nghị, nến dễ bị gió thổi tắt lắm, để tôi đi tìm cái đèn dầu. Đèn được thắp lên, còn ngọn nến đang cháy dở thì bị bỏ vào ngăn kéo tủ. Ngọn nến buồn thiu, thế là từ nay nó sẽ bị nằm trong ngăn kéo, khó có dịp cháy sáng nữa. Nến chợt hiểu ra rằng hạnh phúc của nó là được cháy sáng vì mọi người, dù chỉ có thể cháy với ánh lửa nhỏ và sau đó nó sẽ tan chảy đi, bởi vì nó là ngọn nến. Các bạn thân mến, phải chăng con người ta chỉ thật sự hạnh phúc khi sống có ích cho cộng đồng? Chúng ta hãy làm hết sức có thể để tròn vẹn vai trò mà tạo hóa giao phó. Đừng khư khư ôm lấy cái tôi của mình và nghĩ mình là quan trọng, bởi nến tắt thì sẽ có đèn thay thế.
cuộc sống sẽ chẳng bao giờ là màn đêm tịch mịch chỉ vì không có sự hiện diện của một cá nhân nào. 2. Hãy cho đi. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết: sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi. Chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại mà dường như công nghệ thông tin đã thống trị mọi mặt của đời sống. Người và người đối xử với nhau khá lạnh lùng. Khi người ta có thể giải quyết mọi thứ một cách trôi chảy chỉ bằng những phương tiện máy móc mà không cần gặp mặt đối phương. Và phải chăng trong bối cảnh xã hội như vậy, hai chữ tấm lòng của câu hát trên cần được nhấn mạnh hơn, hay những hành động gọi là cho đi giữa cuộc đời vàng thau lẫn lộn cần được khuyến khích? Hành động cho đi không nhất thiết phải người giàu, lắm tiền nhiều của mới có thể làm được. Tôi, bạn hay bất cứ ai tồn tại trong xã hội này đều có thể biểu hiện tấm lòng mình bằng cách cho đi. Người tài xế taxi chở một phụ nữ mù đến chung cư. Tới nơi, anh cẩn thận giúp chị ngồi xuống chỗ an toàn để đợi người thân. Anh nói: tiền xe của chị là 100.000 đồng, nhưng tôi không lấy tiền của chị. Tôi không giàu có gì, nhưng tôi có nhiều cơ hội kiếm ra tiền hơn chị. Cùng lúc đó, một người đàn ông ăn vận chỉnh chu, bảnh bao, có lẽ là doanh nhân, đón đúng chiếc taxi ấy. Đến nơi, người doanh nhân nọ nhìn đồng hồ tính tiền và đưa anh tài xế 200.000 đồng rồi nói: tiền xe của tôi là 100.000 đồng, còn 100.000 đồng là của người phụ nữ khiếm thị ban nãy. Anh cứ cầm lấy để giúp nhiều người khác. Tôi không giàu có gì, nhưng tôi có nhiều cơ hội kiếm ra tiền hơn anh. Người tài xế taxi không nói gì, chỉ mỉm cười và thối lại 100.000 đồng cho vị khách sang trọng nọ. Ngoài đường xe cộ qua lại đông đúc quá, thỉnh thoảng hây hây một cơn gió nhẹ làm dịu mát lòng người. Bạn có đồng ý với tôi rằng không ai sinh ra trên đời này có thể tự lựa chọn số phận cho mình? Bạn sẽ sở hữu một ngoại hình tốt, bạn sẽ rất thông minh, hay bạn bị khiếm khuyết một phần cơ thể? Câu hỏi này chỉ mỗi tạo hóa mới có thể trả lời được. Và chúng ta, những con người ở cõi thế gian, chỉ một cách duy nhất là vui vẻ đón nhận. Có lẽ vì vậy mà quan niệm về hạnh phúc của mỗi người cũng khác nhau. Và trên đường đời tấp nập, với nhiều người, hạnh phúc có thể là tiền tài, danh vọng. Nhưng ở đâu đó, trong một góc nhỏ của cõi trần gian, tôi nhận ra những tấm lòng mà quan niệm của họ về hạnh phúc rất nhẹ nhàng, giản đơn. Hạnh phúc khi có thể chia sẻ yêu thương và mang đến niềm vui cho người khác. Họ nghĩ rằng khi cho đi nghĩa là đang nhận lại hạnh phúc cho chính bản thân mình. Một niềm hạnh phúc thầm lặng, sâu lắng và đặc biệt. Nó không thể cân đo đong đếm được bằng vật chất. Điều ấy đến một cách tự nhiên, hệt như lúc ta vô tư giúp đỡ người khác mà không cần tính toán mình sẽ nhận lại được những gì. Đời vẫn thường hay nói rằng: thiện lai thiện báo, ác lai ác báo, gieo nhân nào gặp quả đó. Và có lẽ không ít người đã cho rằng điều này mang nặng triết lý duy tâm. Nhưng mới đây, theo tổng hợp của các nhà khoa học về kết quả nghiên cứu của hơn 40 trường đại học tại Mỹ, giữa sự cho đi và nhận lại tồn tại một sự chuyển hóa năng lượng. Khi một người cho đi thì sự hồi báo năng lượng được thể hiện dưới nhiều hình thức, và bản thân người đó cũng không hề hay biết mình đang nhận một nguồn năng lượng mới. Thêm vào đó, y học cũng chứng minh những người mang suy nghĩ lương thiện, tích cực thì những tế bào miễn dịch của họ hoạt động mạnh hơn, giúp họ tránh những chứng bệnh về tim mạch, cao huyết áp. Và ngược lại, những người mang suy nghĩ xấu, tiêu cực thì hệ miễn dịch của họ sẽ hoạt động kém, ảnh hưởng đến sức khỏe. Cách đây không lâu, trường Đại học Harvard Mỹ đã tiến hành một cuộc nghiên cứu trên 500 sinh viên. Các giáo sư cho sinh viên của mình xem một clip về cảnh một phụ nữ nhân hậu nhận chăm sóc miễn phí người già neo đơn và người khuyết tật. Sau khi xem xong, kết quả kiểm tra mẫu nước bọt của các sinh viên này là sức đề kháng của họ tăng lên đáng kể.
Điều ấy đã chứng minh rằng mặt tích cực của việc cho đi không chỉ mang tính duy tâm, tôn giáo, mà còn được khẳng định chính xác bằng khoa học. Thật vậy, điểm xuất phát của một hành động cho đi là suy nghĩ cảm thông với những khó khăn quanh mình. Ví như bạn muốn giúp đỡ một người khuyết tật qua đường, trước hết trong tư tưởng của bạn, hiểu được sự hiểm nguy có thể đến với người bất hạnh kia và từ đó nhân lên thành hành động giúp đỡ, hỗ trợ. Bạn là sinh viên, bạn không có nhiều tiền đóng góp vào quỹ từ thiện để nâng bước những em nhỏ đến trường, nhưng không ai ngăn được nghĩa cử tình nguyện dấn thân vào vùng sâu, vùng xa để đem con chữ đến cho người nghèo. Và tôi cũng biết đến những người sống vì cộng đồng theo cách riêng của họ. Có thể họ không giàu tiền bạc, nhưng cái nghèo không ngăn được lòng nhân ái của họ. Họ rong ruổi nhiều nơi, thu gom quần áo cũ, lựa chọn, giặt xếp cẩn thận, mang giúp người bất hạnh. Nhiều người sẵn sàng nhường cơm xẻ áo, thậm chí hy sinh tuổi xuân vì mục đích từ thiện. Đó là người mẹ bảo bọc một cô nhi kém may mắn bị cha mẹ bỏ rơi bên vệ đường vào một buổi sáng mùa đông lạnh giá. Chị không cho tôi nói tên thật, cũng như đừng tiết lộ thân phận con bé vừa lên 4 mà chị đã bảo bọc mấy năm nay. Chị đã trải qua nhiều năm tháng đấu tranh với dư luận xã hội, thuyết phục gia đình. Và giờ đây, trong tình thương bao la của người mẹ không mang công sinh nhưng tràn đầy công dưỡng, em bé đã khôn lớn, khỏe mạnh và được đến trường như bao bạn nhỏ đồng trang lứa. Đó là tiếng trẻ nhỏ nô đùa trong vòng tay yêu thương, nâng đỡ của xã hội tại những cơ sở bảo trợ xã hội hay trong các ngôi chùa từ bi. Tuyệt vời lắm phải không các bạn? Từ trong gia đình đến ngoài xã hội, chúng ta đều có thể nhận ra những tấm lòng ngập tràn yêu thương, sẵn sàng cho đi và chia sẻ cùng cộng đồng. Trở lại trường hợp cụ thể của tôi, bản thân tôi cũng muốn gửi trao yêu thương và đóng góp cho xã hội. Nhưng tôi có thể làm được gì với một đôi mắt không nhận ra khuôn mặt của mình, một đôi chân không lên được cầu thang trong chính ngôi nhà thân yêu, một đôi tai với thính lực chỉ còn lại chưa tới 50% và một giọng nói không rõ lời. Tôi đã từng trăn trở và gần như tuyệt vọng khi nghĩ mình chẳng có cách nào để khẳng định mình là một người tàn nhưng không phế do hạn chế sức khỏe. Tuy nhiên, như tôi đã nhắc đến, nếu thật sự bạn có tấm lòng thì không lý do gì ngăn bạn sẻ chia với người khác. Có một câu chuyện rằng, khi một cô gái đang đi trên đường gặp một người ăn xin, cô lục lọi khắp người mà không tìm thấy gì để có thể cho ông lão. Cô lại gần và cầm tay ông lão giữa ngày đông giá rét, xin lỗi ông vì không có gì cho ông. Nhưng ông cụ đã nói rằng, cháu đã cho ông rất nhiều rồi. Và cái cô gái cho ông lão, có lẽ ai cũng hiểu, đó là hơi ấm của tình người. Và rồi, chính những khó khăn bất ngờ trong cuộc sống đã đánh thức trong tôi những ý tưởng mà có lẽ nếu không gặp biến cố lớn thì chắc tôi không hề nghĩ ra. Chính những điều ấy đã giúp tôi gửi trao hơi ấm tình người đến những mảnh đời kém may mắn. Đó là một lớp học ngoại ngữ không ánh sáng qua mạng Skype. Lớp học của tôi khá đặc biệt, kẻ trong Nam, người ngoài Bắc, thậm chí tận bên kia bán cầu. Điều đặc biệt nhất là cả cô và trò đều là người khiếm thị, trao nhau hơi ấm tình người và sự đồng cảm giữa những mảnh đời bất hạnh. Thâm tâm tôi chưa từng suy nghĩ, mình lại được mọi người trân trọng gọi hai tiếng cô giáo, bởi đó không phải là chuyên môn của tôi khi còn thị giác. Nhưng giờ đây, khối U đã lấy đi diễm phúc làm việc trong môi trường năng động. Tôi chẳng còn cơ hội thể hiện mình qua những cuộc họp hàng giờ đồng hồ mỗi ngày đến với lớp học không ánh sáng, không thu nhập, không phấn trắng bảng đen. Tôi vẫn mỉm cười hạnh phúc và thầm cảm ơn số phận đã đưa tôi đến với một thế giới lung linh. Thế giới ấy không lung linh bởi ánh trăng, ánh sao trên bầu trời, mà lấp lánh bởi tình thương yêu. Cuộc sống cũng đã cho tôi những điều kỳ diệu. Đó không phải là phép màu hay chiếc đũa thần trong chuyện cổ tích ngày xưa, mà đó là sức mạnh đến từ những tấm lòng nhân ái quanh tôi. Đầu tiên, tôi nhận được sự ủng hộ và hậu thuẫn từ mẹ. Tiếp theo là cô giáo đã hướng dẫn tôi lập một website bài bản để hệ thống lại những dự định, chương trình mà tôi thực hiện.
sau đó là sự hỗ trợ lặng lẽ của người chị đồng nghiệp cũ trong vai trò cập nhật thông tin và quản lý website trên nền tảng ấy. Mơ ước và hy vọng của tôi đã thành hiện thực. Website www.sacmauhyvong và nhóm thiện nguyện cùng tên đã ra đời. Và rồi liên tiếp những điều bất ngờ đã đến với tôi. Một bàn tay yếu ớt của tôi không tạo ra tiếng vỗ, nhưng đã có nhiều bàn tay cùng vỗ chung với tôi để tạo nên âm thanh rộn ràng, làm ấm áp cuộc sống này. Đó là những ân tình hiện hữu đã và đang đồng hành cùng nhóm thiện nguyện Sắc Màu Hy Vọng, mang những món quà hy vọng, đơn giản chỉ một tấm áo ấm khi đông về, hay vỏn vẹn vài cái bánh cây kẹo đón mừng Tết Trung Thu. Đơn giản là vậy, nhưng gói gọn nơi đây biết bao ân tình. Đó là những tấm lòng nhân ái, sẵn sàng cho đi mà không cần biết ngày mai mình sẽ nhận lại những gì. Đó là những đóng góp âm thầm của tình nguyện viên chẳng ngại đường xá xa xôi, gửi trao tận tay những món quà nhỏ đến trẻ khiếm thị, hay công việc lặng lẽ của người bạn nghĩa tình trong vai trò cập nhật tin tức và quản lý website. Tôi tin trời đã không phụ lòng người khi hiện tại các em nhỏ khiếm thị mái ấm Thiên Ân đang sở hữu một thư viện chữ nổi mini mà tôi đã góp một phần nhỏ đóng góp của mình. Và gần đây, tôi rất hạnh phúc khi được thông báo rằng với sự hỗ trợ của Trung tâm Tin học CLC, mái ấm Thiên Ân cùng sự hỗ trợ kinh phí của các cô bác xa gần, tôi lại có cơ hội áp dụng chút kiến thức chuyên môn Nhật ngữ của mình để hoàn thành phần mềm tự điển nói Nhật Việt đầu tiên cho cộng đồng khiếm thị Việt Nam. Trên con đường hoạt động xã hội tuy ngắn ngủi, nhưng tôi đã có được biết bao niềm vui, niềm hạnh phúc khi nhận ra bản thân không cô đơn giữa bóng tối muôn trùng. Vẫn còn đó những chân tình nâng bước tôi qua cam go của cuộc đời. Điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn rất ngắn gọn. Bạn sẽ là người hạnh phúc khi có một cơ thể khỏe mạnh, một công việc tốt, một tình yêu đẹp. Tuy nhiên, khi không may mắn được làm chủ những điều ấy, bạn vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc khi mang lại niềm vui cho người khác. Như nhà thơ Tố Hữu đã từng nói, sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Bạn có đồng ý với tôi không? Cuộc sống quý lắm, nghĩa và ân. Nhân loại tính chi, cho hay nhận. Cuộc đời xuôi ngược, trăm gian khó, sẻ chia chân thành, vạn tình thân.